Như thường lệ, chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng bắt đầu chương trình với chuyên mục Bạn có biết. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về lịch sử của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh thông qua lịch sử của những con đường mang tên những danh nhân nước ngoài tại thành phố chúng ta. Đầu tiên đó là đường Cái Mép. Đường Cái Mép nằm trên địa bàn của phường Nguyễn Thái Bình, quận Nhất, khởi đầu từ bến Chương Dương là ngay cầu Cái Mép và kéo dài cho đến tận giao lộ với đường Trần Hưng Đạo. Và đường Cái Mép dài 803m, ở lộ giới là 20m. Ban đầu thì con đường này có tên là đường số 32. Và đến những năm cuối thế kỷ 19 thì chính quyền thuộc địa Pháp đã đổi tên thành đường Bordais. Trước năm 1975 thì đường Bordais đã đổi tên thành Cái Mép và tồn tại cho đến bây giờ. Cùng với Dạ Xin thì Cái Mép là một vị bác sĩ nổi tiếng trên thế giới vào thế kỷ thứ 19 mà tên tuổi và cuộc đời ít nhiều gắn bó với Sài Gòn ngày xưa. Ông sang Việt Nam vào năm 1890 và là người thành lập Viện Pasteur tại Sài Gòn. Tại đây thì ông là người đã mở ra những cái cuộc nghiên cứu những cái căn bệnh như là bệnh chó dại, bệnh đậu mùa, các bệnh về thời khí, kiết lỵ, sưng gan. Tên tuổi của ông đã đi vào lịch sử y học thế giới như là người đầu tiên đã phát hiện ra và phát triển loại vaccine phòng chống bệnh lao. Đây là một căn bệnh nan y của nhân loại kéo dài suốt một thời gian dài và y học đã phải bất lực trước căn bệnh này. Đường Cái Mép là một trong bốn con đường bao quanh Tư Dinh Chú Hỏa, nay là Bảo tàng Mỹ thuật thành phố. Tư Dinh Chú Hỏa là một trong những công trình đồ sộ bậc nhất tại Sài Gòn ngày xưa, với 99 cửa trông ra bốn mặt tiền và đối diện với chợ Bến Thành. Đây là ngôi nhà được dân gian thêu dệt nhiều huyền thoại về con gái Chú Hỏa. Bộ phim Con Ma Nhà Họ Hứa trước năm 1975 là bộ phim kinh dị đầu tiên và là một trong những bộ phim ăn khách nhất thời bấy giờ được nhiều người Sài Gòn ngày xưa nhắc đến. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về đường Gia Xin. Thì thuộc phường Cầu Ông Lãnh, quận Nhất, dài khoảng 420m, từ đường Chương Dương cho đến đường Phạm Ngũ Lão, lưu thông hai chiều, lộ giới của mỗi bên là 10m. Thời Pháp thuộc thì con đường này mang tên là Bores, dân gian gọi là đường Bồ Rệt. Trước năm 1975 thì con đường này mới đổi tên là đường Dẹt Xăng. Ông Dẹt Xin sinh năm 1863 và mất năm 1943, là người Pháp, nhưng mà lại sinh ra ở Thụy Sĩ. Ông đã đỗ tiến sĩ y khoa vào năm 1888 và vào làm việc tại phòng thí nghiệm Pasteur. Và ông là người đã nghiên cứu độc tố của bệnh bạch hầu. Sau đó thì ông sang Viễn Đông làm thầy thuốc trên tàu buôn chạy giữa Sài Gòn và Hải Phòng. Ông Dẹt Xăng là người có công sáng lập ra Viện Pasteur, vườn trồng cao su ở Suối Dầu, rồi trường Đại học Y Hà Nội. Ngoài ra, đặc biệt, Dẹt Xin chính là người đã phát hiện ra Đà Lạt vào năm 1894. Khi qua đời, ông đã gửi xác lại vườn cao su Suối Dầu, Khánh Hòa. Và theo nhà Nam Bộ học Vương Hồng Sển viết trong cuốn Sài Gòn năm xưa, thì khoảng thập niên 1920, năm 1930, thì khu vực này được gọi là xóm Bồ Rệt, hay còn gọi là xóm Bọt Đền.